Vâng các bác ạ, vâng, đi Huế mấy ngày về mà anh em mua nhiều xe quá mà cũng bán được khá nhiều xe. Nhưng thực sự phải nói là cái thời tiết ở Hải Phòng và thời tiết ở Huế thì lại khác nhau hoàn toàn. Hải Phòng thì đi mấy ngày vào Huế thì chiếc cam ở nhà vẫn mưa và bây giờ về thì vẫn mưa. Nhưng ở Huế thì lại nắng, bọn em vào đấy bọn em còn tắm biển được ở trong bãi biển Phú Vinh, ở huyện bãi biển Vinh Thanh, huyện Phú Vinh, tỉnh Phú Vang đấy. Đấy. Mà em còn vào đây em tắm biển được. Đấy, bãi biển rất là đẹp, hoang sơ. Nói chung là ở Huế thì có rất nhiều cái mà nó khác với Hải Phòng, đặc biệt là những cái về cái phong tục, về nghi thức gọi là đám cưới hỏi. Tại vì vừa rồi em có công việc đi vào trong đám cưới hỏi mà. Thì nói chung là từ khác nhau về hoàn toàn mọi thứ, về ba miền đó. Tóm lại thì hôm nay em lại về Hải Phòng rồi và bắt đầu quay lại với cái công việc của hàng ngày của em là quay lên xe, lên sóng review cho tất cả mọi người và bán. Và đây là một chiếc xe có thể nói là một chiếc voi rừng đã đồng hành cùng với em đi từ đây vào Huế, từ Huế về. Và qua cái công đoạn đi như thế này thì em thấy chiếc xe này nó là một chiếc xe quá là ok luôn. Phải nói đi xa, đi đông người thì chiếc Fortuner này nó là một chiếc xe quá ok. Tức là em đi em chở các ông các bà đấy, các cụ các ông các bà là 8 người đủ tải. Tức là hai tài, chạy hai tài luôn, chạy thông luôn. Và 8 cụ các cụ là trên con xe này. Mà hành trình của em đi vào từ đây đến Huế là rơi vào tầm vừa đi vừa về xong lại đi loanh quanh ở cố đô chơi lằng nhằng, nó rơi vào tầm khoảng đâu đó khoảng 1.600 cây là vừa đi vừa về. Mà hết chưa đến 4 triệu tiền xăng, hết thì như là 3.7 triệu mà về đến nhà vẫn còn khoảng 500 nữa. Tức là khoảng nếu mà đi thì đi ra, nếu anh em taxi đi thì gọi là 3.2 triệu thôi. Đấy, với chiếc Fortuner này. Nhưng mà phải nói là cảm giác của nó thì quá là ok. Nó thật là quá là ok nếu cho đi mọi người. Và bây giờ chính thức em về em sẽ mở bán lại chiếc xe này. Hết công việc rồi em bắt đầu mở bán lại nhá. Con này hiện tại là 212 số tự động, máy xăng 2 cầu, 1 cầu. Để cho anh em là 395 triệu đồng rồi. Form mới nhá, số tự động form mới, xe rất là đẹp, không lỗi. Máy chạy từ đây vào Huế không hao một chút nước nào luôn. Và dòng Fortuner này thì chạy nó quá là sướng và quá là đông. Tóm lại thì với đá loanh quanh đâu đó khoảng 395 triệu đồng. Bên em hỗ trợ cho anh em về thủ tục sang tên bấm biển. Ok chưa? Xong công việc rồi em sẽ hỗ trợ cho anh em sang tên bấm biển nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Anh em nào ít nhà, ít người ấy, muốn kiếm một chiếc xe để đi vừa chở hàng vừa chở đồ thì em về cho các bác được một chiếc xe, đó là một chiếc Kia Morning. Có này nó là xe van thôi, 2 chỗ ngồi. Nhập khẩu nguyên chiếc 2013, số tự động. Máy của nó là 1.0, biển Hải Phòng. Để cho anh em 179 triệu đồng, xe thì cũng vừa cập bến cả bên em xong. Xe thì khẳng định cho anh em không lỗi nha. Máy số keo chỉ zin hết, máy 1.0, vô lăng đẹp đúng không ạ? Với giá loanh quanh đâu đó có 179 triệu rồi. 179 triệu một chiếc xe rất là đẹp cho tất cả mọi người nhá. Có la lăng đúc này, xe van 2 chỗ ngồi nhá. 5 chỗ thì không phải, đó là 2 chỗ số tự động thôi. Ok, em đang có cho anh em một chiếc Mazda 3, con này thì Mazda 3 2013. Mazda 3 S ạ, nhập khẩu nguyên chiếc, biển Hải Dương 34A056506. Con này thì hiện tại bên em đang bán là 320 triệu. 320 triệu thì quý hàng và quý bà con các bác chị thì mình đã có được một chiếc Mazda 3 2013, số tự động 1.6, biển Hải Dương nhá. Đấy. Tiếp tục thì ở đây em đang có cho anh em một chiếc xe Toyota Yaris. Đây là một cái mẫu xe rất là đẹp. Nếu để nói Toyota cái mẫu xe hatchback này thì con xe này có thể nói là thuộc hạng phân khúc rất là đẹp và chạy rất là lành. Đấy. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan nhá, Yaris, một chiếc xe số tự động 1.5. Con này thì hiện tại là bản G, rất là đẹp, biển Hải Phòng chính chủ luôn. Con này thì chưa đến 400 triệu nhá, chưa đến 400 triệu này. Toyota Yaris 2016 ạ, máy 1.5, rất là đẹp luôn. Nhập khẩu đăng kiểm đến tháng 2 năm 2025. Với giá có loanh quanh đâu đó khoảng 395 triệu, gần 400 triệu mà con nhá. Một mẫu xe Toyota rất đẹp luôn ạ. Nếu anh em không thích đi Toyota 2016 thì anh em có thể đi Kia Cerato 2016 ạ. Với chiếc Kia Cerato 2016 biển 89A07738 này, sản xuất 2016, khối động cơ 1.6 và ở cái cửa tiền nó cũng chỉ có 395 triệu đồng thôi. Sedan 2 đầu, có rất nhiều option. Dòng xe Hàn này thì nó nhiều option hơn dòng xe Việt bà con nhé, xe Nhật bà con nhé. Con này thì 395 triệu Cerato màu đỏ nhé, 2016 bà con nhé. Xe rất là đẹp luôn cho tất cả mọi người nhé. Mé trong này thì em đang có con i10, con này thì đang đeo biển 98A của tỉnh Bắc Giang. Con này sản xuất 2014 bản thiếu thôi. 98A13184. Con này thì chắc là loanh quanh đâu đó khoảng tầm hơn 100 triệu, 170 bà con nhé. Tiếp tục của em đang có cho anh em một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe Honda City ạ.
với Honda City sản xuất năm 2016 màu mắm tôm bản 1.5 CVT áo số tự động. Con này hiện tại là tôi đang chờ bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 365 triệu đồng, 365 triệu đồng, và mong các bác chị em mình đang có được một chiếc Honda City 2016 nhá, rất là đẹp luôn. Xe về rất nhiều nên tôi anh sẽ báo giá qua cho anh em thôi. Bà con thích chiếc xe nào bà con thể chụp ảnh gửi màn hình qua Zalo cho em nhé. Và tiếp tục em đang có một chiếc Hyundai Veloster ạ. Với chiếc Veloster này thì sản xuất năm 2011, số tự động. Con này là một mẫu xe thể thao 3 cửa. Đấy, máy của nó là 1.6 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc ạ. Với giá loanh quanh đâu đó khoảng 320 triệu thôi. Là bà con có chị nhà mình đã có được một chiếc Hyundai Veloster, một mẫu xe thể thao 3 cửa số tự động 1.6 2011, xe nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc. Thời tiết thì mưa gió nên tôi anh sẽ quay hết ở bên ngoài trước, sau đó thì tôi anh sẽ đi vào trong các lán nhé. I10 có màu xanh bên đây thì nó cũng lâu rồi, 2015, 175 triệu bản thiếu nhá. Biển 25 của tỉnh Lai Châu, rất là đẹp luôn. Hay là một cái Matiz ạ. Matiz thì hiện tại là con này em đang chào bán với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 55 triệu thôi. Một chiếc Matiz 2006, máy 0.8, biển Hà Nội, 30A49191 49611 nhá. Modeling 2011 ạ, có Modeling là 2011, xe nhập khẩu, máy 1.0 số sàn. Để cho anh em loanh quanh 145 triệu này, 145 triệu xe thì biển Hà Nội nhá. Rút hồ sơ rồi, rất là đẹp luôn. Ở đây em mới về cho anh em một chiếc Hyundai Grand i10. Vâng, đời 2015 bản đủ, số tự động màu đỏ, biển Thái Bình, 17A05292. Con này đang kiểm đến tháng 4 năm 2024, và giá để cho anh em là 279 triệu đồng. Số tự động toàn tập của nó là ghế lỉ, ghế điếc, là nguyên bản hết theo xe luôn này. Xe rất là đẹp luôn. 2015 số tự động 1.0 đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Nội thất của nó là lỉ liếc, là nguyên bản, xe rất là sạch sẽ, không lỗi mà con nhé. Với giá có 279 triệu thôi. Ford Fe Eco Sport ạ. Con này Eco Sport là một mẫu xe 5 chỗ gầm cao rất là đẹp. Đang đeo biển Bắc Giang, 98A21918 ạ. Để cho anh em là 310 triệu đồng, đời 2014, số tự động 1.5 nhé. 310 triệu đồng thôi. Một chiếc Eco Sport, có rất nhiều bác bảo là ôi giời, cái dòng 24 này thì bây giờ là hộp số vẫn hộp số cũ, thì để cho anh em dưới 300 thôi, bác nào bán dưới 300 ạ. Bác nào mua dưới 300 alo em. Cho nhanh. Rất là đẹp luôn. Ở đây em mới về cho anh em một con Mazda. Con này thì nó thật sự bác, nó là voi rồi. Khỏe như voi, voi Tây Tạng luôn. Con này nó là một chiếc xe Mazda 3, Mazda 6, Mazda 6, sản xuất năm 2005. Con này nó là lời chốt của cái form này, và nó là số sàn, động cơ của nó 2.0. Để cho anh em loanh quanh 145 triệu. Rất là đẹp luôn nhá. Một dòng xe mà nó thật với bạn là nó rất là chất lượng. Với cái tầm tiền 145 triệu đồng mà xe nó là xe gia đình, sử dụng tư nhân chính chủ, không ai chạy taxi dịch vụ với dòng xe này cả. Với cửa tiền chỉ có 145 triệu đồng thôi. Một chiếc Mazda 6 2005, la đăng đúc, ABS, túi khí đầy đủ hết theo xe mà con nhá. Rất xịn sòn. Tiếp tục em đang có cho anh em một chiếc Mazda Mitsubishi X-Charger. Con này sản xuất năm 2016 ạ. Con này thì hiện tại là bên em đang chào bán với giá 218 triệu đồng. 218 triệu đồng. Chiếc xe đang đeo biển là đã rút hồ sơ rồi nhé. Xe này là xe dịch vụ ra là biển vàng, đã rút hồ sơ rồi, nhưng mà con này nó không qua đục gì. Giá để cho anh em 218 triệu này, rất đẹp luôn ạ. Tiếp tục em đang có một chiếc Modeling ạ. Con Modeling này thì đang đeo biển 30F34747. Con này thì hiện tại là một chiếc Modeling form cũ thôi. Sản xuất của nó là 2004. Con này nó là số tự động, máy 1.0. Để cho anh em loanh quanh 128 triệu màu bạc nhé. Với cái cửa tiền loanh quanh đâu đó khoảng hơn 100 triệu mà các bạn có số tự động đi. Một mẫu xe gia đình thì đây, chiếc xe rất là hợp lý cho anh em này. Với giá có 128 triệu rồi bà con nhé. Modeling 2004, rất đẹp luôn. Hoặc là Daewoo Lacity ạ. Con này Lacity SE, sản xuất năm 2009, biển Hải Phòng 15A90406 ạ. Để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 155 triệu thôi nhá. Số sàn 1.6 bà con nhá, rất đẹp luôn. Ở đây em đang có cho anh em thêm một chiếc xe Daewoo Lacity SE số sàn. Con này thì màu bạc nhá. Con này hiện tại là tôi đang chào bán là 160 triệu đời 2010, đăng ký 2011, tên tư nhân một chủ từ mới sử dụng, không quan đục taxi gì. Đăng kiểm tháng 1 năm 2025, lên đầy đủ màn hình cam lùi, cam hành trình. Đấy, rất là đẹp luôn. Xe một chủ nên rất là đẹp, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, 160 triệu. Hoặc là anh em có Avell 2018 ạ. Con này hiện tại là máy 1.4, số sàn máy 1.4, biển rút hồ sơ rồi, về bấm biển vào tên thôi. 2018 số sàn, mà để cho anh em loanh quanh có 218 triệu đồng thôi nhá. Vâng, một chiếc Kia Cerato ạ. Con Kia Cerato này thì sản xuất năm 2017 và con nhé. Đang trong quá trình thu hồi biển vì chủ nhân chiếc xe thua lại cái biển. Đó 2017, máy 1.6, số tự động, có cửa sổ trời đầy đủ, và để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 395 triệu. 395 triệu các bạn đã có được một chiếc Kia Cerato 2017, xe rất là đẹp và rất chất lượng, đảm bảo cho anh em mua dùng này. Anh em mua chạy dịch vụ, chạy gia đình thì khá ok nhá. Nội thất của chiếc xe thì còn khá là đẹp. Vâng,
đầy đủ tính năng an toàn luôn. Đèn đóm của nó là rất sạch sẽ và sạch sẽ này. Với giá có 395 triệu 2017 số tự động một con nhé. 1.6 Kia Cerato đăng kiểm đến tháng 1 tháng 10 năm 2025 luôn. Tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe Chevrolet Avell, Chevrolet Cruze. Con này sản xuất 2014 mà con nhé. 2014 biển 99A là 59610. Số tự động bản LTZ với động cơ là 1.8. Con này để cho anh em là 260 triệu nhé. 260 triệu một con này. Một chiếc Cruze 2014 nhé. Số tự động 1.6. Đấy, bà con nào thích chiếc xe này đẹp, form dáng đẹp và số tự động thì đi con xe này dưới 300 triệu. Hyundai Gate ạ. Hyundai Gate thì con này hiện tại là tôi anh đang chào bán với giá 115 triệu đời 2008 nhé. Xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc ạ. Rất là đẹp luôn, số sàn 1.1. Anh em có thể đi con Vina này đẹp này. Con Vina này thì sản xuất năm 2008 ạ, 10. Con này là form mới nhá. Sản xuất năm 2010, form mới. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc với khối động cơ 1.4. Máy móc của nó thì miễn bàn, Isuzu. Đăng kiểm thì đến tháng 4 năm 2025 và giá để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 175 triệu đồng. 175 triệu đồng các bạn đã sở hữu được chiếc Hyundai Venna 2010. Số sàn nhập khẩu bản đủ, tư nhân chính chủ, không các xin dịch vụ nhá. Đây mới về cho anh em một chiếc Mitsubishi Charger ạ. Con này sản xuất là 2014, con này thì chủ nhân là em mua ở chính chủ ở Hải Phòng luôn ạ. Gần nhà em luôn, ở Đại Bản An Dương Hải Phòng luôn. Con này thì nó là máy 1.2. Xe thì cam kết cho anh em là rin đét. Giá thì có loanh quanh đâu đó khoảng hơn 200 triệu tí thôi. 200 triệu thôi. Một chiếc xe Mitsubishi Charger 2014 tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu sử dụng nhé. Một chiếc xe rất là đẹp và rất chất lượng, đảm bảo cho anh em mua về dùng này. Với giá loanh quanh cũng khá hợp lý cho anh em nhé. Và có bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho tôi, anh ô tô Hải Phòng. Xe thì một chủ từ đầu, zin cả xe, bốn bánh được trang bị la lăng đúc, bản đủ, số sàn, máy 1.2. Các bác nào mua về chạy dịch vụ, chạy gia đình thì khá là ok nhé. Charger một chủ từ mới 2017, 2014 nhé. Ở đây em đang có cho anh em một chiếc i10 ạ. Con i10 này thì sản xuất năm 2013, con này nó là phong cũ nhé. Con này phong cũ biển Hà Nội 64696 ạ. 2013 nhé bà con nhé. Máy 1.1 nha, bốn máy luôn ạ. Con này 152 triệu. Xe gia đình sử dụng nhé, 152 triệu đời 2013. Đây bà con nào thích i10 thì đây nó có con i10 này khá đẹp này, có 152 triệu đời 2013 nhé. Xe nhập khẩu 4 máy liền nhé, không phải 3 máy như cái phong cũ luôn. Và đó là chiếc xe gia đình sử dụng bản đủ ấy ạ. Con này bản đủ luôn ạ. Xe rất là đẹp luôn mà con nhé, có 152 triệu thôi. Bà con có bác chị em nào thích cái dòng i10 này thì alo cho em ạ, rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Moling ạ, Moling con này thì cũng rất đẹp đây. Con này Moling C 2015 195 triệu nhá. Và xe đã rút hồ sơ rồi, về bấm biển ra tên thôi. Moling C 2015 số sàn máy 1.0, hàng thì bản đủ rất là đẹp luôn. Đó là số tự động ạ, biển 99A33459 ạ. Con này là Moling 2011 ạ, 2011 số tự động nhá. 2011 giá của nó có 220 thôi. 222 triệu một chiếc Moling 2011 số tự động, nhập khẩu form mới nhá. Đầy đủ tính năng an toàn này, rất là đẹp, còi to, nội thất của nó là nguyên zin và màu xanh của nó là màu xanh đẹp, không phải là màu xanh đổi màu đi biết gì cả. Xe thì rất là ổn định cho tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị em nhà mình. 222 triệu Moling nhập khẩu 2011. Giờ chúng ta sẽ đi vào cái dàn 7 chỗ nhá. 7 chỗ thì em còn rất nhiều. Toyota Fortuner, Toyota Jay, Toyota Innova, Kia Carian. Đầu tiên đây em sẽ đã có cho anh em Fortuner 2009 ạ. Con này là 2009 máy xăng số tự động 2 cầu. Con này form cũ thôi nhưng giá của nó có 315 triệu đồng thôi. Jay 2005 ạ. Con này thì 158 triệu đồng. Nhà em có hai con Jay nhá, một con Jay 158 triệu đồng, một con Jay 128 triệu đồng, đều là 205 bản GL xịn nhá. Tiếp tục là Innova 2013, số sàn máy của nó là 2.0, bản đủ, xe gia đình tư nhân chính chủ biển Hòa Bình, để cho anh em là 290 triệu nhé. Kia Carian sản xuất năm 2016, màu trắng biển 36A21180, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2025, màu trắng xịn không đổi màu, bản đủ, xe gia đình sử dụng tư nhân chính chủ, máy số keo chỉ zin 100%, để cho anh em 279 triệu đồng. Innova 2010 số tự động bản V. Con này thì nó là biển K30K00976, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2024 và giá để cho anh em là 272 triệu đồng nhé. Tiếp tục là một chiếc xe Innova 2014, con này nó là bản G số tự động ạ. Con này hiện tại đang đeo biển Hà Nội 30A13367 để cho anh em là 385 triệu đồng, 380 triệu đồng của Innova 2014 số tự động ạ. Hoặc là Innova 2015 số sàn bản Z 2.0 biển Thái Bình 23477, con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng 285 triệu thôi, hoặc là 280 triệu. Đấy. Innova 2010 bản G, con này thì nó là biển Hà Nội 30A51811, con này thì nó là bản G bản đủ ấy, nhưng xe của nó cũng là một chiếc xe đã qua dịch vụ rồi, để cho anh em là 215 triệu đồng. 215 triệu đồng Innova G 2010. Đấy. Hoặc Innova 2009 bản G, có thể cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 225 triệu đồng thôi, nhưng nó là xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ nhá. Vâng, các bác nào thích máy dầu ạ, máy dầu thì nhà em đang có con này là máy xăng ạ.
Con này là máy xăng đời 2010, vẫn là Fortuner nhá. 2010 là 339 triệu đồng này. 339 triệu đồng một chiếc Fortuner 2010. À, số tự động máy dầu máy xăng 2.0. Đấy, con này thì máy xăng luôn, lốp dép của nó thì rất là mới luôn. À, rất là đẹp, nội thất của nó căng đét luôn nha bà con nhé. Căng đét luôn, giá của nó có 339 triệu đồng thôi. Tiếp tục là Karen 2016, tư nhân một chủ từ mới, đăng kiểm tháng 7 năm 2025 ạ. Con này hiện tại để cho anh em 275 triệu, lộ ngoại thất của nó đều là màu nâu hết nhé. Biển 36A21153, rất đẹp luôn ạ. Một mẫu xe số sàn đời cao, giá rẻ cho anh em chạy, rộng rãi cực kỳ luôn ạ. Với giá có 275 triệu đồng thôi, bao rút hồ sơ, bao vận chuyển. Và một chiếc Innova màu đen kit luôn. Con này thì hiện tại là một chiếc xe bản G 2009, số sàn bản G, xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không khoan đục, không taxi dịch vụ, xe đã rút hồ sơ rồi. Về các bạn chỉ việc bấm biển ra tên thôi. Và để cho anh em lăn quanh là 225 triệu đồng, bên em bao vào tên. Đăng kiểm thì vẫn còn đến tháng 6 năm 2024. Xe thì cam kết cho anh em không dĩ, không lỗi, không đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước. Màn hình cam lùi đầy đủ, nội thất rất là đẹp cho anh em, cực kỳ sáng sủa. Và để ý cho anh em rằng đây là một cái dòng xe rất là đẹp và rất chất lượng. Sàn của nó là sàn nỉ nguyên bản theo xe, để nó hơi bẩn một chút nhưng mà sàn của nó sàn nỉ nó vẫn là đẹp, chất lượng đảm bảo cho anh em. Đây là một cái dòng xe rất là xịn sò, rất là ổn định cho anh em nhé. Tiếp tục là Fortuner 2013 máy xăng. Fortuner nhà em còn 3 con, 4 con nữa cơ. Và con máy xăng này hiện đại 2013 form mới và đá là 415 triệu đồng. 415 triệu đồng Fortuner 2013, máy xăng form mới bà con nhé. Hyundai Venna, nhập khẩu nguyên con của Hàn Quốc, máy 1.4 đời 2008, để cho anh em đang quanh 130 triệu này. Vios E 2017 biển 34A 57970, bản này bản E máy mới nhá, màu vàng cát, để cho anh em là 299 triệu này. Đấy. Tiếp tục là một chiếc Lancetti SE 2010, đang đeo biển Thanh Hóa này, 36A 6263 này, để cho anh em đang quanh 165 triệu này. 165 triệu này. Đấy. Số sàn nhá, 1.6 ạ. Con này số tự động ạ, Cruise 2015. Con này số tự động để cho anh em lăn quanh đâu đó khoảng tầm 270 triệu. Đời 2015 số tự động 1.8 bản LTZ biển Hà Nội nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc Kia Soluto ạ. Đấy, Soluto là một cái mẫu xe giá rẻ. Được cái là các bạn là mua chiếc xe này về chạy dịch vụ thì khá ok. Đấy, máy 1.4, số sàn máy 1.4, biển 99A38989 ạ. Con này thì Soluto 2020. Con này 2020. Để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là hơn gần 300 triệu, 299 triệu nhé bà con nhé. Kia Soluto ạ, số sàn. Khu vực đằng sau này thì đằng trước này thì còn rất nhiều xe và con anh sẽ giới thiệu cho anh em ạ. Tiếp tục em đang có cho anh em đây. Con xe mà đang tiến vào đây là có 42 triệu này. Đấy, bà con bảo xe ô tô gì có 42 triệu không tin. Nhưng con này thì nó có 42 triệu thật bà con ạ. Đây là một chiếc Daewoo lá lốt, máy móc thì rất miễn bản luôn. La Daewoo có bánh biển 38A0403. 04030 này. Ở đây để cho anh em có 42 triệu này. Một chiếc lá lốt 2000 này. Nghìn này. Cái 20 mấy là số sàn 6 nhá. Bác đi câu đi cá thì rất là ok luôn. Tiếp tục đây em đang có cho anh em một chiếc xe Kia Ford Sedato. Con Sedato thì ở đây em đang hai con, 2009 nhá. Một con màu đen và một con màu bạc. Đấy. Cái này thì bản đủ nhá, bản full luôn. Con này để giờ bây giờ 258 bây giờ thì để cho anh em còn 246 triệu thôi. 246 triệu đời 2010. 209 số tự động, nhập khẩu nguyên chiếc, bản full cửa sổ trời, đầy đủ đầy lỗ nhá, nhập khẩu. Còn bên đây nó bản thiếu thì có 238 triệu thôi. Thì em thả cái này thì em lấy còn 246 hơn. Và nếu bác là ít tiền hơn thì lấy con này bớt thêm tí nhá. Con này bản thiếu ạ, đều 209 hết nhá. Hyundai Avante, con này biển Bắc Giang, đời 2012 98A 24581 ạ. Con này thì sản xuất năm 2015 ạ. 2015 số sàn 1.6 ạ. Đăng kiểm tháng 5 năm 2024 để cho anh em là 265 triệu này. Hyundai Venla số tự động ạ. Con này là 2009 form mới, số tự động 1.4, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, xe đẹp lắm. Để cho anh em là 209 triệu đời 2009 nhá. Chevrolet Cruze sản xuất năm 2018 ạ, con này đời cao luôn ạ. Đời 2018 biển Hòa Bình 28A06391, sản xuất năm 2018 ạ, con này để cho anh em đang quanh đâu đó khoảng tầm là 290 triệu thôi. Rất đẹp luôn. Ơi giờ em có một con Morning này rất là đẹp luôn. Con Morning này sản xuất năm 2012, số sàn mà lộ phút đồ chơi nhá. Anh em thấy đây. Mà có 119 triệu đồng thôi. 119 triệu đồng la đăng của nó này. Rất là đẹp luôn. Trong xe thì trang bị đầy đủ, màn hình cam lùi âm thanh hay. Chạy rất là chất luôn, hơi tối chút thôi nhưng mà rất là đẹp luôn. Để cho anh em có 119 triệu thôi. 119 triệu rất là đẹp luôn bà con nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Hoặc là Vios ạ, Vios 2000 bao nhiêu ạ? Toyota Vios 2009 ạ, biển Hải Phòng.
15A41571 coi để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm 145 triệu thôi. Rất là đẹp luôn, Vios 2009 á. Hay là Forte 15A63462, Kia Forte 2012. Con này số tự động 1.6 biển Hải Phòng màu trắng nhá. Đấy, con này để cho anh em là 290 triệu này. Rất đẹp luôn, 290 triệu này, rất đẹp luôn. Hyundai Avante ạ. Con Hyundai Avante này sản xuất năm 2013. Số sàn, con này để cho anh em là 225 triệu. Tiếp tục đây em đang có một chiếc Cruise ạ. Cruise này là 2010. Số sàn 1.6. Xe thì biển 62 của tỉnh bên trong kia. 11388. Con này hiện tại là anh đang để cho anh em với giá loanh quanh đâu đó khoảng tầm 175 triệu nhé. 175 triệu các bạn đã sở hữu được chiếc Cruise 2010. Số sàn 1.6, xe rất là đẹp luôn. Đăng kiểm còn, đấy, tư nhân chính chủ nhá. Đó, ai đăng kiểm đến tháng 10 năm 2024. Nội thất con này thì khá là đẹp luôn ạ. Nội thất ghế da đẹp, có đầu đài màn hình Android đầy đủ hết rồi nhá. Giá loanh quanh đâu đó 175 triệu. Đấy, ở đây em đang có cho anh em một chiếc Hyundai Avante 2012 ạ. Con 2012 này hiện tại bên em đang bán là 232 triệu đồng này. Đấy, một chiếc Hyundai Avante, xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, không khoan đục taxi gì. Đấy, một cái mẫu xe rất là đẹp và rất chất lượng, đảm bảo cho anh em mua dùng này. Đấy, chạy dịch vụ khá là ok nhá. Với giá loanh quanh đâu đó khoảng 232 triệu này. Đấy, ở đây em đang có một chiếc Nissan Sunny. Con này sản xuất năm 2015. Con này 2015 bản đủ số sàn. À, con này để cho anh em 189 triệu nhá. 189 triệu của Hyundai Nissan Sunny. Đấy, rất đẹp luôn, 2015. Rồi về sau này thì em còn một số cái dòng xe nữa giới thiệu qua cho anh em, để bà con các bác chị em nhà mình có thể là tìm được mẫu xe là hợp lý. Nếu mà hợp lý rồi thì các bạn có thể alo trực tiếp cho em nhé. Đây, Moling 2010 2015 ạ. Số sàn bản thiếu, biển 19 của tỉnh Phú Thọ. 31594, để cho anh em 175 triệu này. 175 triệu này. Đấy, rất là đẹp luôn. Tiếp tục là Moling ạ, Moling 2018 số sàn, máy 1.25, con này thì màu bạc, xe đẹp, biển Hải Phòng, để cho anh em loanh quanh là 205 triệu này, có con nhá. Đấy. Moling 2016 ạ, con này để cho anh em là Moling 2016, con này để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 180 triệu này, màu đỏ nhá, xe rất là đẹp, đàn 26, bản này bản taxi ra, số sàn 1.25 nhá. Đấy, rất đẹp luôn ạ. Tiếp tục là một chiếc xe Hyundai 10 2015, con này để cho anh em 175 triệu này, nhập khẩu nguyên chiếc bản thiếu taxi ra này, 175 triệu này. Đấy, rất là đẹp luôn. Ở đây em đang có một chiếc Mitsubishi Mirage, con này là số tự động đời 2013 nhá, màu xanh. Mirage nó hay có những cái màu rất là đẹp và rất là độc lạ bình dương. Con này hiện tại đang đưa biển Hà Nội nhá. Con này hiện tại bên em đang chào bán là độc lạ Hải Phòng luôn ạ. Con này để cho anh em là 215 triệu, đời 2013, số tự động, máy 1.25. Đấy, Mitsubishi Mirage cả xe luôn. Đấy, Moling C ạ. Đấy, Moling C. Con này là Moling, này là Moling đời bao nhiêu đấy? Con này là Moling, con này mới về nên là em đi về em không cập nhật được cái giá. 88 triệu Moling 2007. 88 triệu Moling 2007. Có 88 triệu thôi, rất là đẹp luôn, 2007 này. Moling C 2015 này. 2015 Moling C số sàn 1.25 bản đủ màu lô cà phê, để cho anh em 192 triệu này, 192 triệu này. Đấy. Moling 2018 này, một mẫu xe gia đình sử dụng, tư nhân chính chủ, để cho anh em loanh quanh đâu đó khoảng tầm là 190 triệu này. Đấy, màu trắng xịn không đổi màu nhá, 190 triệu này. Đấy. Đó, vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu cho tất cả quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình một loạt những cái dòng xe mới về cũng như đã về từ lâu lâu rồi. Đấy, bà con các bác chị em nào đang có nhu cầu quan tâm về những cái dòng xe bên em á thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho anh Hồ Hải Phòng qua số hotline 0816662386 hoặc 0971255863. Ok, cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con các bác chị nhà mình đã quan tâm theo dõi. Ở đây em đang có con Vios này thì cũng mới về này, đời 2014 bản E biển Nam Định 18A24889 này. Đấy, giá có 255 triệu thôi này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, cảm ơn tất cả mọi người quý khách hàng đã và con đã quan tâm theo dõi đồng hành cùng em nhá. Xin chào mọi người.